Ủa đâm vô hả xanh ha? Cưỡi đâm vô làm cá ké. Làm ké nó xanh. Thì đá, đá con nào nó bị đá nó sát rồi mà không bầm không xanh. Có ngủ nó chạy. Ngủ cũng có, ngủ cũng có phần nã. Nó hồi luôn rồi con. Chân luôn. Chiều chớ mà chớ có cho em mua ngọn chuột. Mở cào. Không không chớ thôi. Bắt cái dễ không có phi cho phi đứng đó luôn chứ bắt nhầm nhỉ chỗ đó rồi tôi bắt nó luôn đó. Cái bằng cá để con trà ở trên đó mình gạt ba dưới nó thẳng hả để con trà ở trên đó, trên đầu á. Kè thấy nhỏ anh kia. Chạy bạc ra ở trong luôn nha mọi người.
tìm sao rồi?